Gochun Hee Siwon Fresti bị đồn đi khách cho Seomri, U40 kính tiếng, vi sùi đỉnh ăn đứt khi xưa. Siwon Fresti từng là hiện tượng phim Hàn gây sốt toàn châu Á vào thời điểm năm 2015. Ngoài diễn viên chính, cô nàng fashionista Gochun Hee cũng đã gây cảm tình sâu sắc với các khán giả. Trong bộ phim này, Gochun Hee đóng vai Hari, một cô bạn thân của nhân vật Hwan Chumum đóng vai Hee Jin. Hari là một cô gái thời trang làm quản lý cho một khách sạn và có một mức lương khá cao. Do đó, nếu như anh chàng Siwon lôi cuốn bởi vẻ bảnh bao lãng tử bao nhiêu, thì cô nàng Gochun Hee khiến người xem lắc mắt vì những bộ cánh hàng hiệu mà cô diện trên phim. Không có duyên với màn ảnh, Gochun Hee sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật vào năm 2001 khi mới 16 tuổi. Ban đầu nhờ vào ngoại hình đẹp và chiều cao 1m73, cô trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Đến năm 2003, Gochun Hee mới chính thức trở thành diễn viên. Nhưng vào nghề nhiều năm, cô vẫn chỉ diễn các vai phụ. Tuy không được đánh giá cao về mặt diễn xuất, nhưng Gochun Hee lại gây ấn tượng với vẻ đẹp sang chảnh có thể lấn át nữ chính và tạo nên cơn sốt với khán giả. Giữa một rừng mỹ nhân giống nhau về kiểu tóc và lối diễn xuất một màu, Gochun Hee bất ngờ cắt phần mái tóc dài thành kiểu pixie đầy cá tính, trang điểm sắc sảo và ngay lập tức được chú ý. Sau khi thay đổi ngoại hình, cô nàng bất ngờ vụt sáng và trở thành ngôi sao của làng giải trí xứ Hàn thời điểm đó bằng vai phụ Min Hari trong bộ phim tình cảm hài Siwon Fresti ra mắt vào năm 2015. Sau khi nổi danh yêu nữ hàng hiệu trong Siwon Fresti, cô trở thành một hình mẫu cho các bạn trẻ Hàn Quốc học tập. Bất cứ thứ gì Gochun Hee mang trên người thời điểm đó cũng lập tức cháy hàng. Gochun Hee cũng được mệnh danh là nữ diễn viên mặc đồ phong cách nhất Hàn Quốc. Cô từng nhận giải Best Female Fashionista in TV nhờ bộ phim Siwon Fresti và giải Style Icon tại lễ trao giải Style Icon Award lần thứ 8. Sau sự thành công vang dội của Siwon Fresti, Gochun Hee cũng nổi đình nổi đám trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, cô nàng gây bất ngờ khi sau đó cô chỉ nhận thêm hai phim duy nhất là Untouchable và Forces. Không may là cả Untouchable và Forces đều trở thành bom xịt với mức rating không mấy ấn tượng. Sau đó, Gochun Hee đã không tham gia diễn xuất ở bộ phim nào nữa và gần như đã mất hút trên màn ảnh. Được biết, sau khi giấc mộng điện ảnh không thành, nữ phụ Siwon Fresti chỉ tập trung vào sự nghiệp người mẫu. Bị cáo buộc liên quan tới scandal của Seomri. Nữ diễn viên Gochun Hee từng bị cho là có liên quan đến các hoạt động môi giới bán hoa và buôn bán chất kích thích của Seomri cho nhóm khách VIP sau khi xuất hiện tin đồn một nữ diễn viên khoảng 30 tuổi đã sử dụng chất kích thích tại câu lạc bộ Burning Sun của thành viên Big Bang. Tình hình còn tệ hơn khi xuất hiện đoạn hội thoại tiết lộ một nữ diễn viên đã không kịp về phục vụ nhu cầu cho khách sộp nước ngoài vì đang ở New York. Cụ thể, Jung Chun Young, Choi Chang Myun và Seomri đã thảo luận về một minh tinh. Seomri muốn cung cấp thời gian và địa điểm tổ chức tiệc và được Jung Chun Young đáp lại: "Em có thể gọi các cô gái đến vào lúc 8 giờ chứ." Choi Chang-hoon sau đó thêm vào: "Cô ta lại đang ở New York, những cô diễn viên như thế thường ra nước ngoài để nghỉ ngơi." Đối chiếu thời gian đoạn trò chuyện, cư dân mạng tin rằng minh tinh trong câu chuyện chính là Gochun Hee. Nữ diễn viên đã phủ nhận cả hai cáo buộc và đệ đơn kiện 12 cư dân mạng đã tung tin đồn về cô. Song hình ảnh của Gochun Hee đã bị hoang ố ít nhiều. Thời điểm nổ ra tin đồn, cô không còn công ty đại diện nữa và nhận vô số bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng. 8 tháng sau vụ bê bối, Gochun Hee cuối cùng đã tìm được đơn vị đại diện mới. Cô quyết định tham gia một cuộc phỏng vấn để làm rõ hơn các vấn đề mà mình đã và đang gặp phải. Nữ diễn viên một lần nữa khẳng định cô chỉ là nạn nhân của tin đồn và hoàn toàn không phải là nhân vật trong đoạn chat. "Khi ấy tôi suy nghĩ rất đơn giản, mình chỉ là nạn nhân, tại sao họ lại đòi hỏi mình phải giải thích tất cả mọi thứ? Tôi chẳng có gì để thú nhận cả, tôi có biết gì đâu mà giải thích. Lúc đấy tôi tức điên lên được", Gochun Hee chia sẻ. Chân dài cao 1m73 khẳng định không liên quan đến các hoạt động phạm pháp của Seomri và giữ nguyên bức hình chụp ở New York trên trang cá nhân. Cô cho rằng không nên vì vụ bê bối vô lý mà xóa đi những ký ức đẹp. "Chỉ vì một bức ảnh chụp năm 2015 mà tôi trở thành cô gái New York trong lời đồn. Tôi không xóa những tấm hình đó đi vì đó là những kỷ niệm cá nhân của tôi. Tuy nhiên sau những gì đã qua, tôi lại ước mình chưa bao giờ đến New York. Nhẽ ra tôi phải đến nơi nào đó ở châu Âu chứ. Tại sao tôi lại đến New York nhỉ?" Bên cạnh tấm hình ở New York, Gochun Hee cũng bị cư dân mạng khoanh vùng bởi bức ảnh chụp chung với Seomri trong một sự kiện quảng bá. Nữ diễn viên giải thích rằng cô không hề chơi thân với thành viên Big Bang. Cả hai chụp ảnh chung vì nam ca sĩ đã rủ cô làm điều đó. Nữ diễn viên thậm chí còn không biết Seomri đã đăng bức hình ở đâu vì cô không theo dõi anh trên mạng xã hội. Vì sự mãn nhãn ở tuổi 38, Gochun Hee rất chăm chỉ chia sẻ các hình ảnh về các dự án quảng cáo, chương trình thực tế mà cô tham gia. Trong loạt ảnh mà nữ diễn viên chia sẻ, khán giả liên tục xích xoa trước nhan sắc ăn gian tuổi thật của cô. Mặc dù hiện tại đã 38 tuổi, nhưng Gochun Hee vẫn cực kỳ trẻ trung xinh đẹp. Với nhan sắc rực rỡ này, nhiều khán giả cảm thấy tiếc khi Gochun Hee không tiếp tục tham gia đóng phim. So với thời đóng Siwon Fresti, cô nàng dường như chẳng thay đổi nhiều, vẫn nét đẹp cá tính cùng phong cách thời thượng ấy. Gochun Hee có thay đổi cũng chỉ là chút mặn mà của thời gian mà thôi. Về đời tư, hiện tại Gochun Hee vẫn độc thân. Cô từng dính tin đồn hẹn hò với cậu chủ của một công ty đá quý, nhưng phía công ty quản lý của nữ diễn viên phủ nhận. Trong làng giải trí, cô được nhận xét là một người khá trầm lặng với cuộc sống kín đáo. Gochun Hee cũng từng thừa nhận bản thân không thích nói nhiều, nhưng khi ở bên người mình quen biết thì sẽ năng động và thể hiện bản thân nhiều hơn. Dù không còn xuất hiện trên màn ảnh, nhưng Gochun Hee vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc K-pop khi có các đặc điểm ngoại hình mà người Hàn rất ưa chuộng như khuôn mặt nhỏ, dáng người thon gầy, eo con kiến.